Là cái côn nó tới đâu đây, kịch sạn đấy, cái này chỗ kéo ở đâu ạ? kéo, giống cái kia. Em có thấy cái gì đâu? À đây, ôi, có. Trời, nó còn dài hơn. Được chưa ạ? Rồi. Đừng ra, đừng okay, nhấn okay, okay, okay. Đừng nhấn vào ga. Đây, đây, đây. Đừng nhấn vào. Nó chân ngắn thế nhỉ? Chân ngắn chẳng qua là không dài thôi. Đi thôi. Dạ. Rồi đặt cái côn này. Đặt sát sàn luôn nhé. Rồi ép sát cần số bên trái, đẩy thẳng lên. Ép sát, đẩy thẳng lên, nhả bên tay. Bốp, kéo ngược về sau tí. Rồi hạ hết sức trên trái, gạt xuống. Rồi đừng có ga, nhả côn từ từ, đi rồi giữ nguyên côn. Đi rồi giữ nguyên côn. Rồi đấy, thấy chưa, nó đang lượn, nó đang gọi kìa. Tắt sinh nhau đi. Nhả côn ra. Nhả côn ra. Rồi. Rồi gáo lên tí. Ga là bên trong đây đấy à? Trong cùng. Ga vừa vừa thôi, đừng có đừng gắn. Rồi đạp hết côn nhảy ga ra. Đạp hết côn nhảy ga. Ép sau cần số đây này, kéo hết về sau. Này kéo hết côn à? Đạp hết côn đi. Để đạp hết bên được cài số rồi nhả côn ra. Rồi, nhả côn ra đi. Nhả. Côn chân trái, chân trái à. Để từ từ thôi. Tắt sinh nhau đi. Tạo đấy bật ngược rồi, bồi nhẹ nhàng thôi. Là mạnh quá. Sang. Để chân côn bên cạnh. Ga vừa vừa. Cái lái làm sao mình nằm ở cái viên cái vạch vàng giữa ngực mình mà tâm môn lăng kéo thẳng ra nó song song với vạch vàng cách cái vàng 50 phân. Sao nó đi nhanh thế rồi? Chưa nhả chân ra. Chị có ấn đâu? Trời. Rồi đây, bây giờ đang điều hòa đấy, bật điều hòa nó kéo chạy nhanh. Ga đấy. Em không ga, em không bật sinh nhan phải đi, gạt đi. Rồi đánh lái một vòng, đánh một vòng đi, đánh một vòng đều đều. Rồi chả một vòng, chả một vòng. Cô đang nằm thẳng. Hơi ga một tí.